Chí tôn chiến thần, giang sách. chương 826, thật thành giả, giả thành thật. Giữa trưa ngày hôm sau, tại phường Nguyên Thạch, Khổng Liên đang cầm theo tấm ảnh đi tìm một góc rồi ngồi xuống, nhìn từng người từng người một đi qua rồi đối chiếu với tấm ảnh. Mấy tay thuộc hạ của anh ta không một ai là có ngoại hình trông giống giang sách, mà nếu có giống giống một chút, thì về lĩnh vực sản xuất châu báu cũng rốt đặc cán mai. Hết cách, nên cũng chỉ có thể ra đây tìm người. Mà người ở mấy nơi như kiểu phường nguyên thạch, cơ bản là đều có chút hiểu biết về nguyên thạch, không ít thì nhiều, nếu có thể tìm được một người có ngoại hình giống với Giang Sách tại đây, rồi đợi thương lượng giá cả xong xuôi, bọn họ có thể đi gạt người được rồi. Anh cứ vậy mà đối chiếu từng người từng người một, chờ mỗi một người đi qua. Mặt trời lên cao. Một người đàn ông đi tới, góc cạnh rõ ràng, dáng người cường tráng, hơn nữa còn thường xuyên đi lại ở các cửa hàng. Người đó không phải ai khác chính là giang sách. Mặc dù anh chuẩn bị từ chức, nhưng vẫn chưa biết phải mở miệng nói với Kỳ Trấn thế nào cho phải. Cho nên anh chuẩn bị một món quà rồi đưa cho Kỳ Trấn, đợi đến thời điểm Kỳ Trấn vui mừng vì món quà thì anh sẽ mở miệng nói ra việc mình muốn từ chức. Hôm nay anh tới phường Nguyên Thạch này, cũng là vì muốn chọn lựa vài món Nguyên Thạch cực phẩm, để mua làm quà cho Kỳ Trấn, thuận tiện nói ra chuyện anh muốn nói. Giang sách nhìn đông nhìn tây, cuối cùng là đi ngang qua trước mặt khổng liên đăng. Audio điện tử võ tấn bền. Khổng liên đằng cầm tấm ảnh lên đối chiếu lại lần nữa, tức khắc, hai mắt anh ta bỗng sáng bừng lên. Mẹ nhà nó, quá giống. Anh ta vội vàng đứng dậy rồi đi tới, chặn đường của giang sách, dựa theo tấm ảnh chụp trên tay rồi bắt đầu so sánh từng chút một, lông mày, mắt, mũi, miệng, giống như là đúc cùng một khuôn mà ra. Lúc này, khổng liên đằng mừng đến nỗi không khép nổi miệng giang sách đứng đó với nét mặt mơ hồ người này không biết từ đâu đột nhiên chạy tới chẳng nói chẳng rằng gì nhìn chằm chằm anh đã vậy còn vừa nhìn vừa người khiến người ta cảm thấy ghê tởm anh dò hỏi anh làm gì vậy khổng liên đằng không đáp mà chỉ hỏi lại người trẻ tuổi cậu có bao nhiêu hiểu biết về nguyên thạch giang sách nói không hiểu nhiều lắm chỉ biết mấy thứ cơ bản đây là lời nói thật khổng liên đằng gật gật đầu chỉ hiểu mấy cái cơ bản như vậy cũng là đủ rồi có hiểu biết nhất định về nguyên thạch, cộng với khuôn mặt này cũng đủ để đánh cháo thân phận rồi, người này đúng là đối tác tốt nhất để đi lừa gạt cùng anh ta. Bước tiếp theo chính là hỏi xem người này có đồng ý lên thuyền với mình không. Khổng Liên đang hỏi, "Người trẻ tuổi, cậu có quen biết Giang Sách không?" Giang Sách nhíu nhíu mày, trong lòng thầm hỏi người này là đang cố ý hay vô tình. Nhìn diện mạo đối phương tự khác lại sinh ra cảm giác chán ghét, tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình rong nhưng người xưa lại có câu tâm sinh tướng. Mấy người có diện mạo kiểu này, lại cần phải cẩn thận. Giang sách cười cười, trả lời, Giang sách à, đó là giám đốc thu mua của châu báu hằng tinh, rất có tiếng trong giới, và mọi người trong ngành ai cũng biết anh ta. Khổng liên đằng gật gật đầu nói, vậy cậu có biết anh ta hay không, nhìn cậu và anh ta rất giống nhau. Giang sách ra vẻ đồng tình nói, đúng là chúng tôi có vài nét tương đồng, bạn bè cũng thường hay lấy chuyện này ra đùa giỡn với tôi suốt, nhưng mà người anh em này, anh nói mấy cái này với tôi để làm gì? Khổng Liên đằng cười cười, nói với cậu mấy cái này, là để giới thiệu cho cậu công việc tốt mua bán cọc một phát được 10. Nếu cậu đồng ý làm, xong việc tôi sẽ trả cậu 100 vạn. 100 vạn? Mấy chuyện kiểu này, vừa nghe đã biết không phải việc gì tốt. Giang sách cố tình làm ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên, mở miệng, việc tốt gì cơ. Khổng Liên Đăng nhìn ngó xung quanh, sau đó nói: "Nơi này nhiều người qua lại quá, đi, chúng ta tới tiệm cơm đặt một phòng riêng, rồi từ từ nói." "Được." Ngay sau đó, Giang Sách và Khổng Liên Đăng cùng đi tới một tiệm cơm, vào phòng riêng, gọi đồ ăn. Khổng Liên Đăng hỏi: "Không biết tên cậu là gì?" Giang Sách nghĩ nghĩ, rồi nói: "Tôi tên Tưởng Thúc." "Ồ, người em họ Tưởng này, ở đây tôi có vụ trao đổi ngon, vừa rồi tôi cũng đã nói với cậu." sau khi xong việc tôi sẽ trả cậu 100 vạn, nhưng không biết cậu có đồng ý làm việc này hay không. Giang sách hỏi, trên đời này làm gì có việc gì tốt như thế? Không phải là giết người phóng hỏa đấy chứ? Chật chật, cậu suy nghĩ đi tận đâu vậy? Tuyệt đối an toàn, sẽ không gây ra bất kỳ phiền toái nào cho cậu hết. Ồ, cũng thú vị đấy, vậy anh nói thử đi. Khổng liên đằng thấp giọng nói, tôi muốn cậu giả làm một người. Ai? Giang sách. "Khụ khụ." Suýt chút nữa thì Giang Sách cười phá lên, kêu anh tự giả làm mình sao? Ha ha, anh sống hơn 20 năm trên đời, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện thú vị đến mức này. Anh dò hỏi, cụ thể là làm những gì? Khổng Liên đằng lại nói, chuyện rất đơn giản, cậu chỉ cần giả làm Giang Sách, còn tôi sẽ là trợ lý của cậu. Sau đó hai người chúng ta tới châu báu trường hòa ký hợp đồng, cậu muốn ăn cái gì thì ăn, muốn uống cái gì thì uống, và tiền sau khi ký hợp đồng, cậu có thể lấy hết tôi không cần một xu. Sau đó, cậu hãy dẫn theo người của châu báu trường hòa đi chọn lựa và thu mua nguyên thạch. Cậu không cần phải lựa chọn quá tỉ mỉ, cứ chọn bừa nguyên thạch cũng được, rồi để bọn họ bỏ tiền ra để mua, hành chết châu báu trường hòa cho tôi, xong xuôi chúng ta cùng rút lui. Giang sách vừa nghe đã nói với vẻ không vui, đây chẳng phải là đi hại người sao. Người ta có bỏ qua cho chúng ta không? Khổng liên đằng cười ha ha, người em họ tưởng này, cậu có phải đồ ngốc không vậy? Cậu giả bộ làm Giang Sách đi lừa người ta, ký hợp đồng, chỉnh người ta, đợi đến khi bọn họ phát hiện rồi phản ứng lại kịp, chúng ta đã chạy từ lâu rồi, bọn họ chỉ biết rằng những việc này là Giang Sách làm, trách nhiệm sẽ chỉ do một mình Giang Sách gánh vác, cậu với tôi thì làm gì gặp phiền toái gì được. Lúc này Giang Sách mới bừng tỉnh, nói cách khác, cái tốt chúng ta lấy, còn cái xấu Giang Sách hưởng. Chính là như vậy đấy. Ý tưởng này cũng không tồi. Giang Sách ngồi ở nhà, khi không tự dưng có cái nồi từ trên trời rơi xuống, bản thân anh ta cũng không biết tại sao đột nhiên lại bị bôi nhọ như vậy. Khổng Liên đang tiếp tục nói, "Người em họ tưởng, cậu không chỉ có thể ăn uống thả ga, lấy được tiền hợp đồng rồi, sau khi xong việc tôi còn trả thêm cho cậu 100 vạn tiền trả nước. Đến lúc đó, cậu có thể mua vé chạy khỏi thành phố này, ai tìm được cậu." Dừng một chút, anh ta lại tiếp tục nói, "Để tên Giang Sách kia nằm không cũng dính đạn." khổ nói không nên lời. Hai người nhìn thoáng qua nhau, rồi cùng nở nụ cười với người đối diện. Tuyệt vời, hay đấy. Nào, cùng ly. Hai người chạm ly, thoải mái cười to, vừa ăn vừa trò chuyện, khổng liên đằng kể lại tỉ mỉ toàn bộ kế hoạch cho giang sách nghe, không sót một ly. Sau khi bữa cơm này kết thúc, cũng là lúc cần làm việc. Đầu tiên, khổng liên đằng gọi điện cho Đinh Tử Ngọc, cô Đinh. Bên này tôi đã sắp xếp người ổn thỏa rồi, Toàn bộ kế hoạch cũng đã bàn bạc xong xuôi, bên cô chuẩn bị đến đâu rồi?" Đinh Tử Ngọc nói, "Yên tâm, tôi đã thỏa thuận xong với Viên Thái ông chủ của châu Báo Trường Hòa rồi, nói chiều nay Giang Sách sẽ tới đó ký hợp đồng." Đồ ngốc đó còn cảm ơn tôi không ngớt nữa kìa. Khổng Liên đang hỏi tiếp, "Vậy cô Đinh này, chiều nay cô tới phải thể hiện cho tốt, không được để Viên Thái này sinh nghi ngờ." "Yên tâm đi, tôi là chị Giang Sách, tôi nói người cậu đưa tới là Giang Sách." thì đó nhất định là gian sách, viên thái sẽ không nghi ngờ gì đâu. Có điều, tôi cũng muốn nhắc nhở anh một câu, tìm người đáng tin một chút, ngoại hình có vài nét tương đồng, cũng phải có hiểu biết ít nhiều về nguyên thạch, đừng có chẳng giống cái gì. đến lúc đó tôi có muốn nói cũng không giấu nổi. Khổng Liên đằng tự hào vỗ vỗ ngực, yên tâm, người mà tôi tìm được, đảm bảo cô sẽ hài lòng. đến lúc gặp mặt, nhất định sẽ dọa cô nhảy dựng lên cho xem. Ừm, được như vậy thì tốt, chiều nay gặp chiều gặp sau khi cúp điện thoại đinh tử ngọc mừng chết được đi tới đi lui trong văn phòng giang sách ơi giang sách xem tôi đùa chết anh thế nào đây đinh hồng diệu ngồi một bên lắc đầu cười khổ em làm vậy thì có ý nghĩa gì đâu cùng lắm cũng chỉ khiến thanh danh giang sách bị ô uế nhưng thực tế thì chẳng làm gì được anh ta chưa kể với năng lực của giang sách anh tin chắc cậu ta sẽ cha ra manh mối nhanh thôi Ninh Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng, em biết làm như vậy sẽ không thể gây ảnh hưởng khiến Giang Sách thương gân động cốt, nhưng mà bản thân em vui. Em sẽ dùng cách này để khiến anh ta phải ghê tởm, dù cho anh ta có năng lực tra ra được manh mối, thì ít nhiều cũng sẽ bị mấy công ty đó lăn lộn, tức muốn hộp máu rồi mới bắt đầu tiến hành điều tra. Chỉ cần Giang Sách không được vui, thì em sẽ vui. Không thể gây ra ảnh hưởng lớn với anh ta cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bôi nhỏ anh ta, khiến anh ta nổi giận, em cũng chấp nhận. Nghe xong lời này, Đinh Hồng Diệu chỉ biết bất lực thở dài. Cái này gọi là, thà đắc tội quân tử chứ chớ đắc tội loại tiểu nhân, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân. Có điều, Đinh Hồng Diệu vẫn cảm thấy không yên tâm, mở miệng nhắc nhở, em có làm loạn thế nào thì cũng phải cẩn thận với giang sách một chút, thằng nhóc đó lắm mưu nhiều kế, đến cả anh cũng phải chịu chết trên tay cậu ta nhiều lần. Em muốn hại cậu ta, có thể, nhưng nhớ là chỉ được vừa phải thôi, đừng lún vào quá sâu. Chỉ một hành động cầu thả, không những không thể bôi nhọ được giang sách, mà ngược lại sẽ thành bôi nhọ chính mình. Đinh tử ngọc trừng anh ta một cái, anh, tại sao anh lại nói đỡ giang sách như thế hả? Anh nói như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới tinh thần binh sĩ, làm ý chí chiến đấu của người ta bị dao động đấy biết không? Nếu là thời cổ đại, thì anh đã bị chém đầu rồi đấy. Chém đầu sao? Đinh Hồng Diệu nhún vai, không nói thêm gì nữa. Ninh Tử Ngọc nhìn nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ rồi, em xuất phát đây, anh, cùng tới châu báu trường hòa với em đi, cũng coi như giúp em giữ một chân, đồng thời cũng là đi xem kịch hay, náo nhiệt mà. Đằng nào cũng ngồi không nhàn rỗi, chưa kể, Đinh Hồng Diệu cũng hận giang sách thấu xương. Có cơ hội được nhìn thấy giang sách bị bôi nhọ, anh ta rất sẵn lòng tới xem. Được, vậy anh đưa em tới đó. Đi thôi. Hai anh em khoác lên người chiếc áo khoác, sau đó cùng rời khỏi công ty, Đinh Hùng Diệu lái xe, chạy một mạch đến thẳng Châu Báo Trường Hòa. Ở phía bên kia, Khổng Liên Đằng dẫn theo, người đàn em cũng xuất phát, dọc đường đi, Khổng Liên Đằng liên tục phổ cập kiến thức cho, tưởng thúc phải giả trang giang sách thế nào, ứng phó với sự tra hỏi của ông chủ Châu Báo Trường Hòa ra sao. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mỗi một phân đoạn đều được suy nghĩ bảy tính tỉ mỉ. Giang sách vừa ứng phó với anh ta vừa cười trộm trong lòng, anh sống đến từng tuổi này còn chưa trải qua loại chuyện hoang đường nực cười thế này bao giờ, chiều nay nhất định sẽ là một buổi chiều khó quên. Cùng lúc đó, Viên Thái ông chủ châu báu Trường Hòa đã chuẩn bị sẵn hợp đồng, cầm lên cầm xuống, kiểm tra tỉ mỉ đối chiếu hết lần này tới lần khác. Sau đó, ông ta kêu thư ký dẫn toàn bộ người trong công ty ra xếp thành hàng dài bên ngoài, chờ nghênh đón Giang Sách. Viên Thái vừa khẩn trương vừa vui mừng trước đó không chịu ký hợp đồng với giang sách, để tụt hậu so với những công ty châu báu khác, chỉ một bước sai, những bước tiếp theo ắt sẽ sai, hiện tại công ty của ông ta sắp không chịu nổi nữa rồi, lại vô tình biết được tin giang sách đồng ý ký hợp đồng với ông ta qua miệng đinh tử ngọc. Làm ông ta mừng rỡ như điên. Viên thái mặc vest đeo giày ra chỉnh tề đứng chờ trước cửa công ty, mắt nhìn về nơi xa, mong chờ giang sách đến. chương 827, giả làm hàng giả viên thái đừng chờ trước cửa một lúc sau đầu tiên là sự xuất hiện của anh em đinh hồng diệu và đinh tử ngọc ông ta cùng cùng kính kính mời hai người vào trong phòng khách của công ty kêu thư kế bưng hai ly thiết quan âm đã pha sẵn mùi trà thơm nước mũi viên thái nói với vẻ khách sáo hôm nay hai người rồng tới nhà tôm thật sự vinh dự cho châu báu trường hòa chúng tôi quá đinh tử ngọc thầm cười khẩy trong lòng giờ ông ta vẫn còn vui mừng được đợi đến khi ông bị lừa đến nỗi tan nhà nát cửa, để xem ông còn vui mừng được nữa không." Đinh Tử Ngọc nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, "Ông chủ viên khách sáo quá rồi, quan hệ giữa tôi và Giang Sách cũng không tồi, để cậu ta tới đây ký hợp đồng cũng chỉ cần nói một câu là xong rồi, ông không cần phải làm long trọng như vậy." "Quan hệ cũng không tồi sao? Chỉ cần là người có chút hiểu biết về nhà họ Đinh, ắt sẽ không tin những lời nói vô nghĩa như vậy." "Mà cũng chỉ là viên thái không biết gì về tin tức đầu óc ngu dốt mới đi tin loại chuyện ma quỷ thế này. Ông ta nói với điệu bộ cung kính, hai, không thể không long trọng. Hiện tại Giang Sách chính là giám đốc thu mua của châu báu hằng tinh, rất nổi tiếng trong ngành, mấy nhân vật nhỏ như chúng tôi đây muốn gặp mặt cậu ấy cũng khó như lên trời. Thấy những công ty khác đều ký hợp đồng với giám đốc Giang, một bước lên mây, mà châu báu trường hòa chúng tôi vẫn chỉ dậm chân một chỗ, thậm chí còn có xu hướng đi xuống, tôi thật sự không thể chịu nổi. Cũng may có cô Đinh đây giúp đỡ, tôi mới có được mối làm ăn này, nếu không thì tôi cũng không biết làm cách nào để mời một nhân vật lớn tầm cỡ như giám đốc Giang tới đây. Sứt lời, viên thái lại ra hiệu cho thư ký lấy hai cái hộp, mở ra, bên trong mỗi chiếc hộp là chuỗi vòng cổ Ngọc Thạch. Ông ta nói, hai cái vòng cổ Ngọc Thạch này là chút thành ý của tôi, mong hai vị nhận cho. Đinh Tử Ngọc và Đinh Hồng Diệu nhìn lướt qua nhau, cùng nở nụ cười xem ra chuyến này họ không phải về tay trắng rồi. Chẳng những được xem chuyện hài, còn được tặng đồ miễn phí, trên đời này còn chuyện gì tốt hơn như vậy nữa chứ. Ông chủ viên, ông không quá khách khí đó chứ. Không không không, cái này không tính là gì cả, nếu thật sự thành công ký hợp đồng với giám đốc Giang, tôi còn nhận được nhiều lợi ích hơn thế này nữa, cho nên chút thành ý này cũng là lẽ thường tình thôi. Vậy thì, tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Ninh Tử Ngọc cũng không khách sáo, Trực tiếp cầm vòng cổ ngọc thạch lên, sau đó đeo nó vào cổ, nhìn về phía Đinh Hồng Diệu hỏi, anh, anh thấy em đeo cái này có đẹp không? Đinh Hồng Diệu không nói chuyện, chỉ có Viên Thái khen, đẹp, giống như đóa hoa mới chớm vậy. Không ai không thích nghe mấy lời nịnh hót, đặc biệt là phụ nữ. Đinh Tử Ngọc nhìn Viên Thái trước mắt, giống như là đang nhìn cái đầu heo, nói thầm trong lòng, con người ngu quá cũng là một cái tội, đồ ngốc như ông cần phải phát triển đầu óc hơn, hôm nay tôi chẳng những được lấy không đồ mà còn muốn nhìn ông xấu mặt, khiến ông táng ra bại sản. Đừng trách tôi, có trách thì tự trách ông có mắt không chồng, không quen biết giang sách. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì tiếng thư ký truyền tới, ông chủ, giám đốc giang sách dẫn theo trợ lý tới rồi. Viên thái hoảng sợ, tới rồi sao? Ai ra, mau lên, đi ra ngoài nghênh đón. Không kịp nữa rồi, thư ký tiếp tục, giám đốc giang đã vào tới rồi, đang ở kia. Viên thái cảm thấy buồn bực trong lòng không thôi, Giang sách tới, vậy mà ông ta lại không đích thân ra cửa nghênh đón, bỏ lỡ cơ hội tạo ấn tượng tốt với đối phương, thật là không nên chút nào. Cũng may là bản thân ông ta không phải không có chuẩn bị gì, thảm đỏ ở cửa, hoa tươi, người cũng sắp xếp ổn thỏa, coi như là bù lại chút. Ông ta vội chạy ra phòng khách, vừa liếc mắt một cái đã trông thấy giang sách và trợ lý của anh. Chỉ một ánh mắt ông ta đã nhận ra giang sách. Vì để nghênh đón giang sách, ông ta đã dùng cả ngày hôm qua làm đủ trò, nghiên cứu giang sách thật kỹ, người đàn ông đứng trước mặt ông ta giờ phút này, giống hệt giang sách mà ông ta nhìn thấy trên ảnh và trong video. Quả không sai, đây chính là giang sách. Ai ra, giám đốc giang đại giá Quang Lâm, thật là vinh dự cho châu báu trường hòa chúng tôi quá. Mong cậu thứ lỗi cho, tôi không kịp ra cửa nghênh đón cậu. Giang sách vẫy vẫy tay, mỉm cười nói, không thành vấn đề, tâm ý của ông chủ viên tôi đều cảm nhận được xuất lời anh chỉ vào người bên cạnh nói đây là trợ lý của tôi khổng liên đằng xin chào viên thái vội vã bắt tay anh ta xin chào khổng liên đằng cũng ra vẻ khách sáo ban đầu khổng liên đằng còn lo sợ sẽ bại lộ gì đó dẫu sao thì giả vẫn là giả lỡ như người ta quen biết danh sách liếc mắt một cái đã biết là hàng giả thì phải ứng đối thế nào mặc dù đã làm tốt công tác chuẩn bị nhưng nếu thật sự gặp phải tình huống như vậy cũng không hẳn là dễ đối phó kết quả lại tốt đẹp ngoài mong đợi, cái đầu ngu xuẩn viên thái này lại chẳng phát hiện ra gì cả, liếc mắt một cái đã nhận định ngay đây thật sự là giang sách, khiến khổng liên đằng mừng muốn chết đi được rồi, thở phào một hơi, loại bỏ được một sự phiền toái. Anh em Đinh Thị ngồi bên trong phòng khác đã nghe được động tĩnh bên ngoài từ lâu, giờ phút này đang ngồi trên ghế cười đắc ý. Đinh Tử Ngọc nhỏ giọng nói, viên thái này thật đúng là quá ngu, còn chẳng phân biệt được thật giả, ông ta xứng đáng bị xui xẻo. Đinh Hồng Diệu nói: "Được rồi, đừng nói nữa, lỡ bị ông ta nghe được thì không xong đâu." Hai người ngậm miệng lại. Đúng lúc này, Viên Thái cung kính dẫn Giang Sách vào trong phòng khách. Giang Sách vừa bước một chân vào văn phòng, đã nhìn thấy hai anh em Đinh thị ngồi chờ sẵn trong đó từ lâu, mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau. Vốn dĩ ngay từ đầu Đinh Tử Ngọc còn làm ra vẻ khinh thường, căn bản là không thèm để tên Giang Sách, giả này vào mắt cho rằng chỉ là chất xúc tác cho vở hài kịch này mà thôi. Nhưng sau khi cô ta nhìn thấy người đó tiến vào, tưởng chừng không thể ngồi yên nổi nữa, lập tức đứng lên. Cảm giác này, giống như trên ghế được lắp một cái lò xo, làm Đinh Tử Ngọc nhảy bắn lên. Này! Đinh Tử Ngọc rụi rụi hai mắt, căn bản là không thể tin được sự thật trước mắt mình. Sao trên thế giới này lại có hai người giống nhau như vậy chứ? Cô ta thấp giọng hỏi Đinh Hồng Diệu bên cạnh, anh, đây là giang sách thật hay giang sách giả thế? có phải em hoa mắt rồi không? mặc dù chính cô ta nói khổng liên đằng hãy tìm một người có nét tương đồng với giang sách nhưng cũng không giống đến mức này chứ cái diện mạo đó cái dáng người đó thực sự giống giang sách như đúc mỗi một thần thái giơ tay nhấc chân cũng như là đúc cùng một khuôn mà ra thế này dù có là đinh mộng nhiên chắc cũng không phân biệt được thật giả lúc này giang sách mỉm cười nhìn về phía đinh tử ngọc mở miệng ô anh và chị cũng ở chỗ này sao? Thật là trùng hợp. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chân tướng đã rành rành trước mắt. Dù ngoại hình có giống nhau đến mấy, thì giọng nói cũng không thể bắt chước hoàn toàn được. Giang sách trước mắt bọn họ đây, đến cả giọng nói cũng giống nhau như đúc, trên thế giới này không thể tồn tại hai cái lá cây giống hệt nhau, tình huống như này xuất hiện, chỉ có thể nói lên một điều đó là người khổng liên đang tìm tới chính là giang sách thật. Tức khắc, đinh tử ngọc như hóa đá tại chỗ, kêu anh ta tìm đồ giả tới, anh ta lại đi tìm đồ thật, khổng liên đằng, anh làm vậy là có ý gì hả? chương 828, chỉ số thông minh bị dẫm đạp. Khổng liên đằng vẫn chẳng hay biết gì, anh ta không biết gì cả, nhìn thấy phản ứng của Đinh Tử Ngọc và Đinh Hồng Diệu còn vô cùng hài lòng nữa là khác. Anh ta nhủ thầm trong lòng, ha ha, các người cũng sợ đúng không? Hãy nhìn món hàng giả tôi mang tới đi, chất lượng cao có đúng không? Anh ta vẫn chưa biết cái gì, ngồi tự khen mình giang sách mỉm cười đi vào trong phòng khách rồi ngồi xuống nhìn về phía đinh tử ngọc khẽ mỉm cười hỏi chị chị cũng tới để ký hợp đồng với ông chủ viên sao sắc mặt đinh tử ngọc trắng bệch một chữ cũng không thốt ra được khỏi miệng ký hợp đồng sao ha ha cô ta thì ký hợp đồng cái gì chứ cô ta tới chỉ là để nhìn viên thái bị chê cười nhân tiện thu một chút lợi về mình nhưng ai mà có ngờ xem người ta bị chê cười không thành ngược lại chính mình lại biến thành trò hề. Viên Thái mở miệng giải thích, cô Đinh tới đây để hỗ trợ, lần này ít nhiều gì cũng nhờ có cô Đinh, tôi mới có thể nắm tay hợp tác với giám đốc Giang cậu. Giang sách gật gật đầu, giờ anh cũng coi như biết rõ ngọn nguồn là từ đâu. Cũng chẳng có gì kỳ lạ, vì dẫu sao thì giữa anh và Khổng Liên Đằng chẳng có bất kỳ mâu thuẫn gì, nên Khổng Liên Đằng không có lý do gì để vô duyên vô cớ hại anh. Cây có dễ nước có nguồn, trung quy vẫn là Đinh Tử Ngọc đứng sau bày trò. Đinh Tử Ngọc vô cùng khó khăn ngồi xuống ghế, nổi da gà khắp người, không được tự nhiên dù chỉ một chút. Vốn định tìm một giang sách giả tới để hại viên thái, sau đó hành viên thái lên xuống để hai người giang sách và viên thái tự đấu lẫn nhau, còn cô ta sẽ ngồi một bên xem trò hay, nhưng giờ thì ngược lại, giả không tìm, lại đi tìm đồ thật tới đây. Cô ta rất muốn vạch trần giang sách, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thì vạch trần cái gì được đây? Người ta là hàng chính hãng hẳn hoi, chẳng lẽ cô ta lại nói với viên thái rằng giang sách chính hãng này thật ra không phải người cô ta tìm tới. Người mà cô ta tìm tới cho viên thái thực ra là hàng lậu. Vậy thì có khác nào không đánh tự khai. Nhưng nếu không vạch trần giang sách, vậy chẳng lẽ lại ngồi đây xem giang sách giấu võ dương ngoài sao? Điều đáng giận nhất là, Khổng Liên đằng đứng đối diện vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì, ngược lại còn cứ nhìn Đinh Tử Ngọc cười cười, vừa cười vừa ra vẻ khoe khoang cảm giác như là anh ta đang nói, xem đi, hàng giả tôi tìm tới có phải là quá chân thực rồi không? Đinh Tư Ngọc giơ một tay nâng chán, nhìn không nổi nữa. Cô ta đã từng gặp người ngu, nhưng chưa gặp người ngu vậy bao giờ. Cảm giác này giống như là bạn đem một món điện thoại di động chính hãng đi lên miền núi, lừa dối, người mua, mà người mua thì chẳng biết gì, lúc mua về còn nói quả nhiên là hàng chính hãng có khác, và còn có ấn tượng không tồi về bạn. Người bán hàng như vậy, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Ninh Tử Ngọc chưa từng nghĩ tới, có một ngày cô ta lại đi hợp tác với loại người bán hàng ngu xuẩn đến cực điểm đó. Và điểm mấu chốt là, Đinh Tử Ngọc liên tục đưa ra ám chỉ cho Khổng Liên Đăng, nhưng Khổng Liên Đăng căn bản là không hiểu, còn tưởng rằng Đinh Tử Ngọc đang khích lệ anh ta làm tốt lắm, lại càng tỏ vẻ khoe khoang. Khổng Liên Đăng còn vì vậy mà vui vẻ không thôi, thậm chí là diễn thêm cho vở kịch, cố ý ra vẻ chuyên nghiệp một vở kịch sứt sẹo, khiến đinh Tử Ngọc nổi ra gà khắp người. Cuối cùng, mọi người cũng bàn bạc xong xuôi, tới bước ký hợp đồng. Viên Thái đặt bản hợp đồng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước lên bàn, cười ha ha nói, giám đốc Giang, vậy chúng ta cùng ký hợp đồng này đi, sau này hợp tác vui vẻ. Giang sách nhìn hợp đồng trên bàn, không đặt bút ký, mà đẩy trở về. Hợp đồng này, tôi không ký. Chỉ một câu, nét mặt mọi người ở đây đều thay đổi hoàn toàn. Ninh Tử Ngọc chỉ biết bất lực cười khổ, kết cục thế này là đương nhiên, làm sao có chuyện giang sách biết rõ có bẫy còn nhảy vào. Khổng Liên đang khiếp sợ đến điên rồi, chuyện này là sao? Sao Tử dưng lại thay đổi kịch bản như thế? Cái này hoàn toàn không giống với những gì đã tập luyện trước đó. Mà người phản ứng lớn nhất vẫn là viên thái. Ông ta chuẩn bị mọi thứ không chê vào đâu được, còn khách sáo đủ kiểu, cứ nghĩ là ký hợp đồng với giang sách xong sẽ có cú chuyển mình, mọi chuyện trước đó vẫn đang bàn bạc rất tốt sau đến lúc quan trọng giang sách lại thay đổi có phải là tiền không đủ không giám đốc giang có phải cậu không vừa lòng với đãi ngộ này không viên thái hỏi với điệu bộ vô cùng khẩn trương giang sách xua xua tay mở miệng nói không phải là đãi ngộ có vấn đề mà là tôi định nghỉ hưu nghỉ hưu mọi người đều đưa mắt nhìn nhau không hiểu lời này của giang sách là có ý gì công việc đang ổn thỏa tại sao lại muốn nghỉ hưu giang sách tiếp tục nói khoảng thời gian này công việc quá áp lực tôi định sau khi chấm dứt hợp đồng với các công ty khác sẽ từ chối tất cả không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào nữa thậm chí tôi cũng không định tiếp tục làm việc tại châu báu hằng tinh cho nên ông chủ viên à thời điểm này tôi quả thực không thể ký hợp đồng với ông được cái này hai tay viên thái run rẩy không ngừng cảm giác như bản thân bị chơi xỏ anh không ký hợp đồng muốn nghỉ hưu vậy hôm nay anh còn tới đây làm gì Trái tim Viên Thái nhỏ máu, cảm giác công ty đã thất bại. Lúc này, Giang Sách lại mỉm cười nói, "Mặc dù tôi không thể ký hợp đồng với ông, nhưng tôi có thể ký thỏa thuận với ông." Ký thỏa thuận? Hai mắt Viên Thái bỗng sáng ngời, cảm giác được cứu rồi, vội mở miệng hỏi, "Ký thỏa thuận gì?" Giang Sách lên tiếng giải thích, "Chúng ta ký một thỏa thuận, và tôi sẽ giúp công ty ông lựa chọn nguyên thạch đúng một lần trong thời gian quy định, để công ty ông có thể kiếm một số tiền, sao hả?" nghe xong lời này viên thái mừng đến nỗi muốn nhảy dựng lên mặc dù chỉ có một lần nhưng dựa vào con mắt của giang sách chắc chắn công ty bọn họ vẫn thu về được lợi nhuận và có số tiền đó công ty mới có vốn để hoạt động tiếp có thể nói đây chính là sự giúp đỡ mà giang sách dành cho công ty bọn họ cảm ơn cảm ơn ngài giám đốc giang vậy tôi đây sẽ lập tức đi làm bản thỏa thuận mới tôi lập tức đi làm ngay đây đúng rồi về phần đãi ngộ Công ty chúng tôi vẫn sẽ duy trì y nguyên bản hợp đồng cũ này, công ty sẵn lòng. Lúc này, Giang Sách giơ tay lên ra hiệu viên thái không cần nói gì nữa. Sau đó, Giang Sách cười nói, thú thực tôi không để tâm về phương diện đãi ngộ, công ty các người cũng sắp sụp đổ đến nơi rồi, tôi không muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Thế này đi, đến lúc đó tôi giúp công ty các ông lựa chọn nguyên thạch tốt, chất lượng, ông chỉ cần làm cho tôi một món đồ trang sức bình thường thôi cũng đủ rồi. Này chẳng phải là không cần bất thứ cái gì sao? Anh chọn những nguyên thạch tốt và chất lượng nhất, chỉ cần sử dụng một trong số đó chế tạo chút thôi là được, đối với một công ty châu báu mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Giang Sách chọn từ bỏ những đãi ngộ hậu hĩnh, cách làm này quả thực khiến người ta phải khâm phục. Giám đốc Giang, cậu thật sự là thánh nhân đấy. Cảm ơn đại ân đại đức của cậu. Nhìn dáng vẻ vui mừng đó của Viên Thái, dường như chỉ còn thiếu nước quỳ xuống dập đầu với Giang Sách sau khi cảm tạ không ngớt lời viên thái lập tức đi làm bản thỏa thuận mới tranh thủ làm trong thời gian ngắn nhất lúc này trong phòng chỉ còn lại giang sách và ba người kia cửa phòng đóng lại khổng liên đằng vỗ vỗ tay giơ một ngón tay cái lên với giang sách mở miệng nói thằng nhóc này kỹ thuật diễn của cậu thật là quá tuyệt vời có thể đi tranh cử giải oscar nam chính diễn tốt nhất anh ta đặt mông xuống ngồi bên cạnh giang sách vòng tay ôm vai anh cười ha ha nói có điều tôi vẫn có chút bất mãn với cậu đấy giang sách nghiêng đầu hỏi bất mãn cái gì tôi không hài lòng việc cậu sửa kịch bản giữa chừng như vậy khổng liên đằng lại nói sửa kịch bản giữa chừng sẽ đem lại rủi ro rất cao đấy chỉ cần đi nhầm một bước thôi là sẽ bị thất bại hoàn toàn hơn nữa cậu sửa cũng chẳng ra làm sao cả bỏ mất một phần thù lao rõ hậu hĩnh thay vào đó lại chỉ lấy một món trang sức thật chẳng có lời chút nào dừng một chút anh ta lại tiếp tục nói, có điều đây cũng là cái được mất của cá nhân cậu, tôi không có quyền hỏi đến, dẫu sao thì ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi rồi, toàn bộ tiền ký hợp đồng sẽ thuộc về cậu. Là cậu làm, cậu không cần tiền, tôi không có gì để nói. Ngoài việc cậu sửa kịch bản giữa chừng ra thì tôi cực kỳ hài lòng với biểu hiện hôm nay của cậu, tôi cho cậu 90 điểm. Vừa nói, Khổng Liên đằng vừa vỗ vỗ bả vai giang sách, hỏi Đinh Tử Ngọc đang ngồi đối diện, cô Đinh, thế nào, Người tôi chọn để đóng vai Giang Sách, có phải rất ổn không? Có thể đem hàng giả đánh cháo với hàng thật chưa? Đinh Tử Ngọc giận đến nỗi mặt mũi trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Cái đồ ngu xuẩn này, đến lúc này rồi còn không nhìn ra, đúng là vô vọng. Cô ta thấp giọng gầm nhẹ một tiếng, đồ con lợn. Cái gì mà hàng giả đánh cháo với hàng thật hả? Anh ta chính là hàng thật, anh ta chính là Giang Sách. Nhưng mà, Khổng Liên đằng căn bản không hề tin anh ta xua xua tay, ầy, đến cả cô Đinh hôm nay cũng ngứa người đi diễn kịch đấy à. Nhưng mà, kỹ thuật diễn của cô cũng tầm thường quá, nhìn có điểm không chân thật. Lúc này, Đinh Hồng Diệu ngồi bên cạnh lạnh lùng nói, con người ngu xuẩn cũng có mức độ của nó thôi, khổng liên đằng, anh tự mình nhìn kỹ xem, gian sách này rốt cuộc là thật hay giả. Đinh Hồng Diệu sẽ không nói giỡn. Nhìn thấy phản ứng của Đinh Hồng Diệu, lúc này khổng liên đằng mới bất giác nhận ra, cảm giác có gì đó không đúng. Anh ta vô cùng gian nan quay đầu nhìn về phía Giang Sách, càng nhìn càng thấy sợ hãi, đúng vậy, trên đời này sao có thể tồn tại hai người giống nhau như thế chứ? Chẳng lẽ? Trong tích tắc, Khổng Liên đằng giống như bị điện giật, nhảy phát khỏi vị trí bên cạnh Giang Sách, tránh xa anh. "Cậu cậu cậu, không phải cậu là tưởng thúc sao?" Giang Sách cười cười, chỉ là một cái tên thôi mà, gọi thế nào mà chẳng được. Thế nào chẳng được. Lúc này Khổng Liên đang mới ý thức được bản thân đã bị chơi một vố, thảo nào anh ta nghĩ sao có người lại có kỹ thuật diễn đỉnh đến vậy chứ, từ đầu tới đuôi không để lộ chút sơ hở nào. Bất kể là giọng điệu, thần thái hay cử chỉ, biểu cảm, người đàn ông này đều thể hiện vô cùng hoàn mỹ. Hóa ra anh không phải hàng giả, mà chính là hàng thật giá thật, là giang sách không lừa giả dối trẻ bao giờ. Bản thân anh ta đi tìm một giang sách thật để đóng giả làm giang sách hư. Đã vậy Giang Sách còn cố tình phối hợp, ra sức diễn với anh ta, nếu không phải có anh em Ninh Thị ở đây, thì e là đến chết khổng liên đằng vẫn chẳng hề hay biết gì. Anh ta cảm giác bản thân giống như một thằng hề, bị Giang Sách xoay vòng vòng. Cậu! Tại sao cậu không nói sự thật với tôi? Giang Sách giờ khóc giờ cười, nhún vai, bởi vì tôi cũng không biết phải thừa nhận thế nào mới được. Cuống hồ, tại sao tôi phải thừa nhận? Tôi cảm thấy diễn một vở kịch với anh cũng rất thú vị, đời này tôi cũng chưa chơi trò nào vui như vậy. Chơi? Vui sao? Khổng liên đằng cảm giác chỉ số thông minh của anh ta bị người khác dẫm đạp một cách tàn bạo. Khóc không ra nước mắt. Anh ta giận đến nỗi cả người phát run, muốn mắng muốn chửi cũng không biết phải mở miệng thế nào. Cả đời này anh ta đã đi lừa không biết bao nhiêu người. Đây là lần đầu tiên anh ta bị người ta lừa thảm đến mức này. Đã vậy, Giang sách còn cố tính sát muối vào vết thương anh ta. Còn nữa, anh khổng này, trước đó chúng ta cũng đã thỏa thuận, tôi phối hợp diễn kịch với anh, sau khi xong chuyện anh phải chia cho tôi 100 vạn, anh đừng nuốt lời đấy. chương 829, Người mặt dày vô liêm sỉ. Khổng liên đằng tức đến mức thở phì phò, anh ta đã bị đùa bỡn thì thôi đi, còn phải trả 100 vạn. Ha ha, chỉ có tên ngốc mới đưa cho anh. Anh ta đang định già mồm với giang sách vài câu, đúng lúc này, cửa mở ra, viên thái cầm bản thỏa thuận vừa mới để ra đi vào, Cười ha hả nói, "Giám đốc Giang, xin lỗi đã để cậu đợi lâu, tôi đã làm xong bản thỏa thuận này rồi, cậu hãy xem thử có chỗ nào cần phải sửa lại hay không." Ông ta khách sáo đặt bản thỏa thuận tới trước mặt Giang Sách. Giang Sách cầm bản thỏa thuận lên đọc lướt qua, vừa đọc vừa nói, "Ừm, về cơ bản thỏa thuận này không có sai sót gì, đúng rồi, ông chủ viên, tôi có một chuyện muốn bổ sung." "Mời cậu nói. Lần này tôi ký thỏa thuận với ông sẽ không thu một xu nào cả." cũng không yêu cầu trước bất cứ lợi ích gì, do đó ông chủ viên, nếu ông đưa ra lợi ích trước là làm trái với bản thỏa thuận, tôi sẽ không thực thi, mong ông hãy hiểu rõ điều này. Sắc mặt của Viên Thái khẽ thay đổi, chuyện này. Ông ta nhìn về phía Đinh Tử Ngọc và Đinh Hồng Diệu, nhưng ông ta vừa mới đưa cho bọn họ hai hộp trang sức tinh xảo, theo cách nói của Giang Sách, chuyện này là làm trái với bản thỏa thuận. Ông ta phải thu hồi lại. Ngực của Đinh Tử Ngọc phập phồng, cực kỳ tức giận mình không xem được trò cười thì thôi đi. bây giờ ngay cả quà gặp mặt cũng không thể nhận. giang sách ơi giang sách, cậu thật độc ác. ông lấy đi. đinh tử ngọc ném thẳng hộp trang sức của cô ta lên bàn. đinh hồng diệu cũng lặng lẽ đặt hộp trang sức lên bàn. bọn họ vừa lấy đi bao nhiêu thì bây giờ phải nhổ ra bấy nhiêu. không thể mang đi bất kỳ thứ gì. viên thái cười nói cảm ơn cô cả đinh đã thấu hiểu lòng người. trong lòng đinh tử ngọc nổi nóng, thấu hiểu lòng người ư? thấu hiểu em gái ông. Nhưng bây giờ cô ta vẫn phải ở lại đây diễn hết vở kịch với Giang Sách, không thể rút lui trước, càng không thể bỏ đi một mạch, dù gì vở kịch này cũng do cô ta chủ trương mới bắt đầu diễn. Chẳng khác nào tự cầm đá đập vào chân mình. Đinh Tử Ngọc như ăn phải hoàng liên, có nỗi khổ không thể nói ra. Cứ như thế, cô ta đã kìm nén cơn giận nhìn Giang Sách đùa bỡn, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, bây giờ Giang Sách mới buông tha, đứng dậy rời đi trước khi rời đi anh còn tặng cho đinh tử ngọc một câu chị cả cảm ơn chị đã giới thiệu một đối tác đáng tin cậy như ông chủ viên cho tôi anh còn cảm ơn nữa chứ ha ha xế chiều đinh tử ngọc kéo lê cơ thể mệt mỏi rời khỏi châu báu trường hòa bây giờ chỉ có bốn chữ để hình dung về cô ta cả người kiệt quệ giang sách cố tình không rời đi sớm mà ở lại hơn hai tiếng đồng hồ giày vò đinh tử ngọc đến mức không còn một chút sức sống đáng ghét đáng ghét, đáng ghét. Hai tay Đinh Tử Ngọc đánh vào mui xe, để phát tiết nỗi bất mãn trong lòng. Đinh Hồng Diệu thở dài, đi tới nói, em gái, anh đã sớm nhắc nhở em rồi, con người giang sách rất gian xảo, cực kỳ khó đối phó, bảo em đừng dễ dàng chiêu chọc anh ta mà em cứ không chịu nghe. Lúc trước anh đã nói với em rồi đúng không? Anh đã bảo em hãy cẩn thận một chút, em không bẫy nổi giang sách đâu, ngược lại còn tự bẫy chính mình. Bây giờ thế nào, bị anh nói chúng rồi đúng không đinh tử ngọc quay đầu lại quát đủ rồi anh đang chê em chưa đủ mất mặt à em không biết những đạo lý này ư ừ. vậy mà anh còn nói mãi anh là anh trai em thấy em bị bẽ mặt như vậy chẳng lẽ anh không nghĩ cách giúp đỡ em à cô ta đã lớn chừng này nhưng đây là lần đầu tiên đinh tử ngọc thất thố như thế lần này cô ta thật sự đã bị giang sách giày vò thê thảm muốn hãm hại người khác thì phải chuẩn bị tốt tâm lý bị người khác hãm hại trên đời này không có ai vừa sinh ra đã đáng bị hại. Đinh Hồng Diệu im lặng. Anh ta không muốn đối phó Giang Sách hư. Tất nhiên là không rồi. Kể từ khi Đinh Hồng Diệu ra tù, anh ta đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách để đối phó Giang Sách, nhưng lần nào đối đầu với Giang Sách cũng có một luồng sức mạnh ở nơi sâu xa giúp đỡ Giang Sách. Lần nào Đinh Hồng Diệu cũng thua thê thảm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng anh ta không thể giữ được vị trí gia chủ, nhưng vấn đề ở đây là cho dù anh ta muốn phản kháng cũng lực bất tòng tâm. Giang sách giống như quái vật, mạnh mẽ đến mức khiến anh ta cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, Khổng Liên Đằng vẫn chưa mở mang tầm mắt, cợt nhà đi tới, còn hỏi Đinh Tử Ngọc, cô cả Đinh, cô xem chuyện này đã giải quyết xong rồi, có phải cô nên thanh toán số tiền mà cô đã đồng ý cho tôi không? Đinh Tử Ngọc suýt tức đến mức nổ phổi. Cô ta đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ gặp ai không biết xấu hổ đến thế. Cô ta nhìn Khổng Liên đằng, "Mẹ kiếp, anh còn không biết xấu hổ đòi tiền tôi hả?" À? Trong lòng anh còn không hiểu rõ, chuyện này đã bị anh biến thành bộ dạng nào hả? À? Tôi bảo anh tìm người giả mạo Giang Sách, hủy hoại danh tiếng của Giang Sách, để Giang Sách và Viên Thái cắn xé lẫn nhau. Nhưng kết quả thế nào? Tên ngốc nhà anh lại tìm Giang Sách thật đến cho tôi, hại tôi bẽ mặt trước mọi người. Không những không xem được trò cười của Giang Sách, mà bản thân tôi còn trở thành trò cười để giang sách đắc y hơn 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi giống như thằng hề ngồi cười xòa ở bên cạnh vậy. Tôi không tính sổ với anh đã khách sáo lắm rồi, vậy mà anh vẫn còn mặt mũi đòi tiền tôi à? Tôi chỉ đưa cho anh một chữ cút. Khổng liên đằng không vui nói, này, cô ăn nói kiểu gì vậy? Nói thế nào thì tôi cũng dẫn người tới rồi đúng không? Tôi đã làm theo yêu cầu của cô ký được hợp đồng rồi đấy thôi. Mặc dù chỉ là thỏa thuận, nhưng anh ta đã ký rồi tôi đã làm hết những gì cô yêu cầu, theo lý mà nói thì cô phải đưa tiền cho tôi. Nếu cô chê tôi làm không tốt thì cô có thể cho ít hơn, tôi không đòi một nghìn vạn nữa, cô cho tôi tám trăm vạn là được rồi. Anh ta còn đòi tám trăm vạn ư? Đinh Tử Ngọc cực kỳ cạn lời nhìn khổng liên đăng, anh còn có thể không biết xấu hổ hơn không? Tám trăm vạn ư, dù là tám trăm đồng tôi cũng không đưa cho anh. Hai người càng nói càng bất thường. Khổng liên đăng nổi giận, túm cổ áo đinh tử ngọc cô đừng tưởng ông đây không dám đánh cô nếu cô không đưa tiền cho tôi ông đây sẽ tìm vài người chơi với cô để cho cô biết thế nào là giang hồ hiểm ác đinh tử ngọc khóc không ra nước mắt anh ta quá bắt nạt người khác rồi đó đúng lúc này đinh hồng diệu bước đến đặt tay lên cánh tay của khổng liên đằng rồi dùng sức bóp chặt chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc cánh tay của khổng liên đằng suýt bị gãy anh ta buông tay ra ngay á à, đau quá đau chết tôi rồi anh buông tôi ra. Đinh Hồng Diệu lạnh lùng nói, lời nói của anh đã chọc giận tôi, cánh tay này chính là cái giá. Sứt lời, tay còn lại của anh ta bỗng dùng sức, bẻ gãy cánh tay của khổng liên đằng, khổng liên đằng đau đến mức hét toáng lên như chọc tiết lợn. Lên xe, Đinh Hồng Diệu dẫn Đinh Tử Ngọc lên xe, rồi nhấn ga rời khỏi hiện trường, hoàn toàn mặc kệ sống chết của khổng liên đằng. Anh ta nói, em gái, em là con gái, sau này đừng hợp tác với hạng người vô liêm sỉ đó nữa. Ninh Tử Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng nếu không hợp tác với hạng người đó, làm sao có thể đối phó Giang Sách? Suy cho cùng đều là lỗi của Giang Sách. Đinh Hồng Diệu hít mắt nhìn về phía trước. Chuyện đã đến nước này, còn ai mới có thể đối phó Giang Sách? chương 830, một người phụ nữ. Xe chạy trên đường nhựa, trong lúc đó, Đinh Hồng Diệu vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, chuyện đã đến nước này, còn ai có thể đối phó Giang Sách? Mình thì không thể rồi cho dù anh ta có thừa nhận hay không thì giữa anh ta và Giang Sách vẫn có sự tranh lệch rất lớn. Đinh Hồng Diệu từng cho rằng mình là con cưng của trời, là người toàn năng, trí tuệ của mình cao hơn tất cả mọi người. Nhưng bây giờ anh ta đã không còn nghĩ như thế nữa. Sau khi mở mang tầm mắt về sự lợi hại của Giang Sách, anh ta mới hiểu rõ thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Có lẽ anh ta không nên tranh giành vị trí gia chủ này, vị trí này thoạt nhìn có vẻ rất tốt, nhưng trên thực tế lại quá nóng vừa ngồi lên cả người đã khó chịu nếu anh ta chỉ là người bình thường đâu cần phải suốt ngày ác chiến với giang sách nhưng chuyện đã đến nước này anh ta còn có thể làm gì được đinh hồng diệu hít mắt trong đầu liên tục hiện ra những cái tên nhưng anh ta lại lần lượt bác bỏ mấy người này một là không có năng lực hai là không đáng tin thật nực cười đinh hồng diệu tự cho rằng mình đã thiết lập mạng lưới giao thiệp khổng lồ vậy mà bây giờ ngay cả một người giúp đỡ đáng tin cậy cũng không tìm được, thậm chí còn không có tác dụng bằng khổng liên đằng. Anh ta phải tìm ai đây? Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng, một cái tên cũng lóe lên trong đầu Đinh Hồng Diệu. Có lẽ người đó có thể. Nhưng, Đinh Hồng Diệu khẽ nói, em gái, anh chở em về nhà trước. Hả, Đinh Tử Ngọc hỏi, anh chở em về nhà trước là sao? Anh, anh định làm gì thế? Anh muốn đi liều mạng với Giang Sách à? Đinh Hồng Diệu cười cay đắng, em cảm thấy anh có thể đánh lại anh ta à? Vậy anh định làm gì? Anh đi tìm người giúp đỡ đối phó giang sách. Đinh Tử Ngọc Tò mò hỏi, ở khu giang nam, còn có người lợi hại như vậy à? Là ai thế? Anh mau nói ra cho em nghe thử xem. Đinh Hồng Diệu khẽ cao mày, mấy lần muốn mở miệng nhưng không thể nào nói ra được. Bởi vì tên của người đó, thật sự rất khó để mở miệng. Sau một hồi do dự. Đinh Hồng Diệu mới từ tốn nói, "Là Bành Á Linh." Bành Á Linh ư? Vừa nghe thấy ba chữ này, Đinh Tử Ngọc đã hiểu rõ mọi chuyện, quả thật người phụ nữ đó có thể đối phó giang sách, nhưng nhắc đến Bành Á Linh này, cô ta có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với Đinh Hồng Diệu. Bọn họ là bạn cấp 3. Hồi còn đi học, Bành Á Linh đã ái mộ Đinh Hồng Diệu. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, Đinh Hồng Diệu có gia cảnh tốt, đẹp trai, lại vô cùng thông minh trí tuệ. Con gái thích anh ta nhiều không kể xiết, ngày nào cũng nhận được một đống thư. Bành Á Linh là một trong những cô gái mến mộ đó. Sau đó, để theo đuổi Đinh Hồng Diệu, Bành Á Linh đã làm ra rất nhiều chuyện thái quá, mãi đến một lần, Đinh Hồng Diệu không thể chịu đựng được nữa, đã tát Bành Á Linh trước mặt mọi người. Kể từ đó, Bành Á Linh không còn xuất hiện trong tầm mắt của Đinh Hồng Diệu nữa. Mãi đến một ngày sau rất nhiều năm, khi Bành Á Linh lại xuất hiện, cô ta đã không còn là cô gái nhỏ chẳng là cái thá gì của năm đó nữa, mà đã lắc mình biến hóa, trở thành người tình của cậu cả nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu là gia tộc lớn đứng đầu thủ đô. Cậu cả nhà họ Triệu nắm giữ quyền lực và địa vị vô cùng khủng khiếp, người xuất thân từ gia tộc nhỏ bé như Đinh Hồng Diệu, làm sao có thể là đối thủ của nhà họ Triệu. Không ai có thể ngờ rằng sau khi bị Đinh Hồng Diệu vứt bỏ, Bành Á Linh lại bám vào cây đại thụ cậu cả nhà họ Triệu này. Nhưng mọi người đều biết rằng, cậu cả nhà họ Triệu là người đã có gia đình. Bành Á Linh không thể có kết quả gì với anh ta, cùng lắm chỉ là người tình không thể công khai của cậu cả nhà họ Triệu. Sự thật chính là như thế, nhiều năm như vậy, Bành Á Linh chưa từng được đón lên thủ đô, mà luôn sống trong căn biệt thự sang trọng ở khu Giang Nam. Mỗi tháng cậu cả nhà họ Triệu đều sẽ cử người đưa cho Bành Á Linh rất nhiều tiền. Nhưng trong vòng một năm, cậu cả nhà họ Triệu chỉ có thể đến khu Giang Nam được mấy lần, thậm chí có đôi lúc bận rộn đến mức một năm không đến một lần. Bành Á Linh chính là thú cưng được anh ta nuôi dưỡng ở khu Giang Nam. Thật ra mọi người đều biết cậu cả nhà họ Triệu nuôi rất nhiều thú cưng, ngoài Bành Á Linh ra, bên ngoài vẫn còn không ít người, sống ở nhiều thành phố, cậu cả nhà họ Triệu đều mua biệt thự, nuôi dưỡng những thú cưng này. Đây là một trong những sở thích của người ta. Nhưng những thú cưng được nuôi dưỡng kia lại chẳng hề vui vẻ. Mặc dù bọn họ rất giàu có, đủ cho bọn họ tiêu muốn mua cái gì thì mua nhưng không có đàn ông ở bên cạnh bọn họ vẫn cảm thấy cô đơn lẻ loi bành á linh là một trong những số đó cô ta là một người phụ nữ không thể chịu đựng được nỗi cô đơn nhất là trong một buổi khiêu vũ bành á linh đã gặp lại đinh hồng diệu lòng mến mộ từ nhiều năm về trước cộng thêm nỗi cô đơn trong mấy năm qua nhất thời sộc thẳng lên đầu cô ta lại một lần nữ yêu đinh hồng diệu chẳng hề do dự nhưng bành á linh không thể theo đuổi đinh hồng diệu như năm đó nữa bởi vì sau lưng cô ta vẫn còn cậu cả nhà họ triệu cho dù không thể theo đuổi nhưng tình cảm trong lòng vẫn không thể nào ngăn cản được ngày nào bành á linh cũng nhớ nhung đinh hồng diệu cuối cùng có một ngày cô ta không thể chịu đựng được đã lặng lẽ đến tìm đinh hồng diệu để bày tỏ tình cảm trong lòng kết quả có thể tưởng tượng được đinh hồng diệu làm sao có thể chấp nhận cô ta năm đó anh ta đã không chấp nhận Bây giờ Bành Á Linh đã là người tình của cậu cả nhà họ Triệu, anh ta lại càng không thể chấp nhận. Có cho Đinh Hồng Diệu 100 cái lá gan, anh ta cũng không dám qua lại với Bành Á Linh. Sau đó, chuyện gia tộc của Đinh Hồng Diệu tạo phản bùng phát, thua đến mức rối tinh rối mù, đối mặt với án tù, lúc đó Bành Á Linh đã đến tìm Đinh Hồng Diệu lần cuối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 830.